Với bề dày hơn 40 năm xây dựng và phát triển, DRT là cơ quan báo chí chủ lực của thành phố Đà Nẵng. DRT sở hữu hai kênh truyền hình DRT1 và DRT2 với hệ thống truyền dẫn đa dạng và rộng khắp như truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh, truyền hình di động, truyền hình giao tiếp Internet. Kênh phát thanh FM tần số 96,3 MHz phủ sóng cả khu vực miền Trung Trung Bộ. DRT không ngừng đầu tư công nghệ sản xuất và phát sóng phù hợp với xu hướng truyền hình hiện đại. DRT ngày càng đa dạng, sinh động, hấp dẫn, giàu bản sắc, cùng đội ngũ người dẫn chương trình trẻ trung, năng động, tự tin. DRT, kênh của người Đà Nẵng và người yêu mến Đà Nẵng. Hãy đến với DRT để cùng quảng bá và khẳng định thương hiệu. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng quảng cáo và dịch vụ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0511 3945 749, di động 0906 435 979, email drtquảngcao@gmail.com.